Xin chào quý vị và các bạn. Như hôm qua thì mình có làm một clip nói về cái tốc độ đào của dự án P Network. Tháng này chỉ còn là 0,009501. Thì cái mức giảm so với tháng trước nó rơi vào là 5,64% so với tốc độ đào của tháng trước. Và với cái con số tốc độ đào như hiện nay thì câu hỏi đặt ra là trong một tháng, trong một ngày thì chúng ta sẽ khai thác được bao nhiêu pi. Thì các bạn có thể nhìn ở trên màn hình đây, mình đang share với phép tính. Chúng ta sẽ lấy tốc độ cơ sở ở đây nhân với lại 24 tiếng một ngày, và chúng ta nhân với 30 ngày thì các bạn sẽ ra được cái con số là 6,86. Mình làm tròn là gần 7 pi. Trong một tháng thì các bạn có thể khai thác được, nếu duy trì cái mức độ khai thác, cái tốc độ của khai thác cơ sở như vậy. Chúng ta sẽ bỏ qua những cái vấn đề khác như là việc các bạn có thể tuyển thêm được rep, các bạn có thể chạy nốt bonus, các bạn chỉ đào pi với cái tốc độ khai thác cơ sở này thôi. Thì trong một tháng các bạn bây giờ chỉ khai thác được là 7 pi, sấp xỉ 7 pi. Và với điều kiện là các bạn phải khai thác liên tục, nghĩa là vừa và kết thúc phiên khai thác của hôm trước, các bạn phải vào phiên khai thác mới ngay. Thì cái con số này thì mình thấy cũng khá là ít với những ai mà gọi là đào solo, không có thêm bất kỳ một cái biện pháp kỹ thuật nào khác để nâng được cái tốc độ đào, mà chỉ dựa vào tốc độ khai thác cơ sở này thôi, thì cái lượng pi đào một tháng rất là ít, các bạn có thể thấy được ở đây. Thì cho thấy một điều rằng là khai thác pi càng ngày càng khó. Do đó là các bạn có thể, dĩ nhiên là các bạn có thể cải thiện được cái số lượng pi các bạn tích lũy được bằng cách là các bạn có thể tuyển thêm rep, các bạn có thể tuyển chạy thêm nốt bonus, chạy thêm nốt pi để nhận được nốt bonus để cải thiện cái tốc độ đào pi lên. Nhưng mà đó là những cái việc mà các bạn sẽ bắt buộc phải đầu tư, không thời gian thì cũng phải bỏ tiền bạc ra. Do đó thì các bạn hãy trân quý những cái đồng pi mà các bạn kiếm được, đừng hoang phí các bạn nhé. Bản tin ngày hôm nay xin được kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo của kênh Invest TV.